80 sinh viên ưu tú của trường Đại học Yasin Đà Lạt vừa được trao chứng chỉ trong khóa học Marketing Kỹ thuật số và tiếng Hàn vào sáng nay. Đây là khóa học miễn phí nằm trong dự án hợp tác hỗ trợ đào tạo của trường Đại học Sunstein Hàn Quốc và trường Đại học Yasin Đà Lạt. Được khai giảng từ tháng 6 năm 2014, qua gần 6 tháng học tập, các sinh viên đã được tiếp cận với nhiều phương pháp để phát triển website trong lĩnh vực kinh doanh và những ưu điểm của Internet trong xã hội ngày nay. Riêng môn tiếng Hàn, sinh viên được tìm hiểu những cấu trúc, mẫu câu giao tiếp căn bản bằng tiếng Hàn. Thông qua lần hợp tác này, trường Đại học Sunstein Hàn Quốc mong muốn sẽ tiếp tục hỗ trợ thêm cho sinh viên của trường Đại học Yasin Đà Lạt sau khi tốt nghiệp bằng những cơ hội làm việc trong cộng đồng Hàn ngữ và tại các tập đoàn, doanh nghiệp Hàn Quốc ở Việt Nam. Được biết, trong số 80 sinh viên hoàn thành khóa học này có gần 20% loại giỏi, số còn lại đạt loại khá.